Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hay Đê Game HD. Mình là Son, nhìn mình rất là cute nên mọi người thường gọi mình là Son Cute. Thì mình rất vui được gặp lại tất cả các bạn. Mình xin chúc cho tất cả các bạn luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì hôm nay ở trong clip này thì Son muốn chia sẻ đến tất cả các bạn, và đa số tất cả các bạn đều gặp các trường hợp như thế này rồi, và nó sẽ làm ảnh hưởng đến clan rất là nhiều. Thì hôm nay mình sẽ đi vào bàn luận cái vấn đề này. Thì nếu các bạn nào có nằm trong cái trường hợp này thì Son khuyên các bạn nên hạn chế và hãy sửa đổi, thì Son sẽ giúp các bạn khắc phục cái trường hợp này nha các bạn. Thì đa số các bạn chơi game HD, đa số các bạn chơi game HD lâu năm, và những các bạn mới chơi bây giờ á thì sẽ gặp một cái trường hợp như thế này, sẽ làm rất là khó chịu và rất là ảnh hưởng đến một cái clan của mình, là một cái trường hợp như thế này các bạn. Thì không biết clan của các bạn có gặp những cái trường hợp như thế này không, chứ hồi xưa á thì Son gặp nhiều lắm các bạn. Hồi xưa cái trường hợp này thì Son gặp rất là nhiều, và nó sẽ gây rất là ảnh hưởng đến một cái clan, có thể làm cái clan đó nhiều người ta khó chịu, và người ta sẽ out cái clan đó. Một là người ta out clan đó, không, hai là người ta sẽ im lặng và người ta sẽ không có nói chuyện trên clan đó nhiều đó, vì cái vấn đề này các bạn. Thì nhiều khi nhiều bạn nghe Son nói về cũng đã hiểu rồi đó. Thì có rất là nhiều bạn nhảy clan các bạn, có nhiều bạn nhảy clan đi xin đồ đó. Thì Son nói là nói lên cái vấn đề này, nói vấn đề mà đi xin đồ đó các bạn. Thì hồi xưa Son cũng chuyên gia nhảy clan, nhưng mà không phải Son nhảy clan để Son đi xin đồ nha các bạn, không có nha. Son hồi xưa giờ không có đi xin đồ bao giờ hết, Son chỉ đi tặng đồ thôi. Hồi xưa Son nhảy clan là Son đi đổi đồ, đổi ba nữa các bạn, đổi ba silo đó, với mở rộng đất thì đó. Nhưng mà trước khi vô clan, khi mà Son mới vô clan là Son tặng người ta trước, không, Son tặng người ta, tặng nói chung tặng cưa rìu với tặng phút, chứ không có tặng mở rộng với nâng cấp nha các bạn. Tại vì Son đi chỉ nhảy clan là đi đổi để lên kho. Thì 4 năm nay rồi Son ở trong clan tình bạn 4 năm, và hiện tại clan của Son rất là yên bình, không có xảy ra cái trường hợp mà nhiều bạn nhảy clan vô xin đồ, và khi mà không cho, khi mà clan hỗ trợ ai cũng cho thì ở lại, và ngày nào cũng xin không, chứ không phải xin một hai lần, và ngày nào cũng xin. Nếu mà khi mà cho xong mà không cho nữa thì tự nhiên cái bạn đó quay ra chửi nguyên clan, không, xong rồi out clan. Và khi có trường hợp thứ hai, nếu mà cái bạn nó không out thì sẽ có những cái người bạn có những cái người khác ở trong clan out, tại vì người ta thấy rất là phiền, cứ ngày nào cũng lên xin đồ người ta rất là phiền. Thì có những cái anh chị lớn tuổi cảm thấy phiền, tại vì trong clan đó những anh chị lớn tuổi rất là ít nói, và khi mà những anh chị đó người ta cần cái gì người ta sẽ nói lên đó, và người ta nói rất là rõ ràng và chứ không có đùa giỡn. Tại những anh chị đa số clan, những cái HD này có rất nhiều anh chị lớn tuổi, và ví dụ người ta cần cái gì là người ta nói lên và người ta sẽ đổi nó, hoặc là người ta khi người ta ví dụ người ta nói thiếu cái này, bạn hỗ trợ xong rồi bữa khác những anh chị đó sẽ tả lại bạn cái khác, chứ không bao giờ mà có tình trạng mà xin mãi riết nó. Nhiều khi có những cái bạn nó vào là cái clan nó làm ảnh hưởng nguyên cái clan, làm ảnh hưởng tới các anh chị đó, thì các anh chị đó bây giờ nếu tộc trưởng không kích cái bạn đó thì các anh chị đó cảm thấy ồn ào, cảm thấy buồn phiền, và anh chị đó phải bắt buộc phải rời bỏ cái clan đó và đi tìm một cái clan nào mà thấy yên bình, thì những anh chị đó sẽ ở tiếp tục. Đa số như vậy nha các bạn. Thì hồi đó Son nhảy clan vui lắm bạn. Hồi đó Son nhảy clan là một tuần Son nhảy một lần đó. Cứ nhiều khi có một cái clan mà Son đến đó nhiều bạn không có cho Son đi. Các bạn biết tại sao? Hồi xưa là Son cài tiền các bạn không? Các bạn biết cài tiền á là Son bại các bạn rồi, sản xuất bánh bán hết không? Hồi xưa Son sản xuất bánh rồi Son bán lấy tiền, và Son mới vô clan là Son nói trước, Son bán bánh để cài tiền, thấy không? Bán mắc giá, không có bán 50%. Còn thí dụ cái ai cần gì á thì cần bánh gì thì đặt trước cho Son,
ví dụ cần bánh đó đặt bao nhiêu Sơn sản xuất y chang và Sơn bán không tặng luôn, bán nó. Còn cưa rìu, thấy không, Sơn có cưa rìu hồi xưa, Sơn cầu bắp dữ dằn lắm, cưa rìu mìn sẻn là Sơn tặng nó, tại vì những cái món đó là nó bán mắc rẻ tiền, nó Sơn tặng hết, tặng bao nhiêu cũng, ví dụ người ta cần bao nhiêu là Sơn tặng bấy nhiêu, tặng hết kho à thôi đó. Nhưng mà bánh bắt buộc Sơn phải bán mắc giá, tại xưa Sơn ham tiền lắm, cài tiền hồi xưa mà Sơn cạo bắp á, Sơn cạo bắp á các bạn, Sơn cài tiền mà level 43 thôi là Sơn mua được 2 con heo vàng, là các bạn biết Sơn cài tiền cỡ nào đó. Hồi xưa kiếm tiền khó lắm chứ không phải giờ đâu các bạn. Hồi xưa level 43 mà Sơn cài tiền như được 3 triệu mấy luôn á, là trong bắp với sản xuất bánh bán hết các bạn, tiền dữ dằn luôn. Thì đó, và mới vô, khi mà mới vô clan, mới đầu vô clan, Sơn là người tặng bánh giá 1 đồng, tặng xong rồi ra một cái nguyên tắc là Sơn là người đi đổi ba và đổi mở rộng đất, để mở rộng đất và nâng cấp nó, và Sơn có sản xuất bánh theo yêu cầu. Các bạn yêu cầu bánh gì thì Sơn sản xuất bánh đó, Sơn bán cho các bạn đó. Mới vô là mình tặng trước để mình giao lưu đó, để giao lưu rồi xong thì khi 1-2 ngày đầu á, là tất cả những cái bạn trong clan đều biết Sơn, tại mình là người mới mà, mới vô mình giao lưu ai cũng biết Sơn hết rồi, thì ai cũng đặt bánh, tranh nhau đặt bánh các bạn, thấy không. Hồi xưa người ta thích bánh lắm, tại để chạy xe lên cấp mà, tranh nhau đặt bánh của Sơn, thấy không. Đặt nói chung á, thì mình Sơn giao đủ số lượng hết, tại vì Sơn tới 3-4 nít sản xuất lần mà đó. Mà hồi xưa cấp nhỏ bạn, hồi xưa ít có người cấp cao lắm, tại xưa một Sơn cấp nhỏ mà những cái cấp cao nó yêu cầu là cấp bao nhiêu đó để vô đua ngựa, thì xưa Sơn không có đua ngựa, đi đổi nâng cấp mở rộng thôi, với mà nâng cấp mở rộng. Những level lớn thì Sơn đâu có vào được, chỉ vào những cái level, những cái clan mà level nhỏ đó đi đổi. Và những cái bạn chẳng hạn như những bạn cấp hồi xưa Sơn cấp 4 mấy 5 mấy à, đa số gặp các bạn cấp 80 thì nhiều, bạn hồi xưa cấp 80 dữ dằn lắm, nhiều dữ dằn lắm đó. Và những cái bạn nó rất là quý Sơn, biết sao, thích bánh. Nhiều khi á, người ta đổi 10 bánh lấy, người ta lấy Sơn 10 bánh mà người ta đưa Sơn 20 cái nâng cấp cũng có nữa. Hồi xưa người ta quý bánh lắm bạn, tại vì á, những cấp cao 80 rồi á, người ta cần đua cấp á, hồi xưa người ta đua cấp dữ dằn. Và Sơn người sản xuất bánh Sơn bán mắc giá đó. Và mà Sơn ra nguyên tắc là chỉ bán bánh mắc giá, không có bán 50% nha. Nhưng mà người ta lại rất là thích, không, người ta chuộng bánh lắm bạn, người ta kêu là thôi bây giờ bán mắc giá đi, người ta tặng lại cái nâng cấp cho Sơn nữa. Hồi xưa tranh nhau cái đó bạn, hồi xưa người ta tranh nhau để người ta lấy food á, trời ơi. Rồi bởi Sơn mỗi lần mà Sơn nói hết từng là Sơn sẽ nhảy clan khác để đi đổi nâng cấp mở rộng nha. Tại xưa Sơn cào, hồi xưa Sơn cào lúa, cào bắp các bạn, cào cả ngày vậy á. Này hồi xưa cào là băng keo của Sơn nè, nhiều khi mấy trăm á, nhưng mà mấy cái này không có, đinh ốc béo nè, ốc béo với băng đơn không có, buộc các bạn. Hồi xưa đâu có group, hồi xưa đâu có biết group ở trên Facebook là cái gì bạn, đâu có group đâu mà đăng lên mình có giữ này rồi đổi qua tin nhắn, thì đâu có. Hồi xưa thiệt, nếu ai mà chơi lâu thì các bạn biết chỉ có nhóm group rất là ít, và xưa Sơn cũng không biết có group trên Facebook nữa, chỉ có nhảy clan như vậy á thì mới đổi được. Thì đó, và vô tình Sơn nhảy clan rồi Sơn gọi là đi phong ba, bạn đi bôn ba thì mới gặp được nhiều trường hợp vui lắm bạn. Có những cái bạn đi vào clan nha, đi mới vào clan, hello xin chào tất cả các bạn, mình là người mới, mong các bạn giúp đỡ. Xong cái mình cũng với em lên, ok mình tên Sơn, mình muốn làm quen với bạn, nói đã đợi hồi, anh Sơn ơi có nâng cấp mở rộng gì không cho em, em còn có mấy cái nâng kho. Cái mình rất là nhiệt tình, ok Sơn có nè, hôm qua Sơn hỗ trợ cho ít, xong nha, xong rồi cái thấy được tặng là ok rồi. Xong cái quay qua mới đầu nâng kho xong, cái quay qua anh Sơn ơi có mở rộng đất không, em còn thiếu mấy cái nữa, anh giúp đỡ em nha. Xong ok luôn, tại vì xin lần ít là bữa sau tiếp tục bạn, các bạn bữa sau tiếp tục xin, nói chung xin một ngày mấy lần luôn. Xin Sơn xong rồi Sơn cho xong thì bạn đó tiếp tục cứ gặp bằng người nào xin người đó, xin quá trời xin luôn. Thì mấy ngày đầu thì ai cũng hỗ trợ cho bạn, tại vì quý mà, mới vô clan ai cũng quý hết, muốn làm quen muốn giao lưu nhau thì hỗ trợ cho bạn mới đó. Xong
ngày nào cũng xin từ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, ngày thứ ba cũng xin luôn. Đó, xin luôn các bạn nha. Xong có một vài người ở trong đó thì góp ý là bạn sao bạn không tự kiếm hoặc đi đổi đi mà cứ lên clan xin hoài. Tự nhiên ta góp ý mấy câu vậy bạn, cái chửi quá trời chửi, chửi sùm luôn cái ao clan luôn. Đó, các bạn thấy không? Thấy không? Tự nhiên xin ta hỗ trợ 3 ngày luôn, nói chung chắc không phải lên được mấy lần cái kho à. Rồi mở cũng được mấy cục đất rồi đó, tại hỗ trợ mà, nhờ hỗ trợ người cho ít, tại trong clan tới 30 người luôn bạn, mỗi người cho ít là mình mở được rồi. 3 ngày chắc cũng làm được một mớ rồi nha, xin được một mớ rồi. Xong tự nhiên người ta góp ý không biết buồn phiền gì á, xong tự nhiên làm một dọc, chửi một dọc vậy đó, xong ao clan. Không ai biết chuyện gì xảy ra luôn. Ao clan xong thì cũng điểm hẹn lên thì đến thứ bảy chủ nhật Son phải gờ clan, và những cái anh chị và những cái bạn trong clan đó cũng có kết bạn với Son. Thì hồi xưa các bạn có một cái này rất là hay các bạn, khi mà các bạn nha, ví dụ mình sẽ qua anh Thư đi. Đó, ví dụ nha các bạn, hồi xưa á, không biết bạn nào chơi lâu có biết, ví dụ nha, khi mà bạn có kết bạn rồi thì bạn bấm, bạn qua một cái cửa người bạn nào đó, rồi bạn muốn tìm qua cái farm cái bạn đó mà mình đến một cái clan khác, mình muốn vô con chuột này nè, bạn vẫn vô được nha, bạn vẫn vô được, bạn bấm vô được đó, thì đó không, bạn vẫn bấm vô được, bạn vẫn bấm vô, bạn xem được cả người, tất cả người trong clan này nè đó. Thì hồi xưa nó có cái trường hợp đó bạn, và những cái bạn ở trong các clan mà Son đi á, đi tìm Son luôn, đi tìm vào cái clan đó kêu vào Son quay trở lại đi, biết sao, tại sao không? Tại vì người ta cần Son, biết cần điểm nào không? Cần food. Hồi xưa Son cứ cài food Son bán mà, bán mắc giá ghét vậy á, thì Son cứ nhảy clan liên tục vậy bạn, và gặp nhiều cái trường hợp khó hiểu, nhờ nhiều cái trường hợp mà mình không hiểu được, không giải thích được. Tại vì khi mà đến một cái clan khác nữa, Son gặp cái trường hợp này mới hay nữa nè các bạn. Khi lại gặp có những rất là nhiều trường hợp mà cứ nhảy clan mà đi xin đó, xin đồ các bạn. Vui lắm. Khi mà có một cái clan kia kìa, có một cái chủ clan kia mà là một người gọi là người chị luôn các bạn. Cái người đó cực kỳ nóng tính. Cứ ai mà vô clan xin đồ cái kích bạc. Khỏi có alo cho mình, không biết là người đó xin xong rồi có là tặng lại hay gì hết, cứ mọi người có nè em cho mình xin, chưa có xin gì hết, chưa có, nói chung là chỉ thấy tin nhắn xin cái này xin kia thôi là kích liền đó, xin là cái kích liền. Tại vì các bạn biết không, khi mà có một người nào đó cứ vô clan xin viết á, làm ảnh hưởng tâm lý đó bạn, làm ảnh hưởng, cứ ngày nào cũng vô thấy xin đổ trên trời, chơi không chơi, cái ngày nào cũng vô xin đồ, xin bánh này, xin nâng cấp, xin mới rộng đó. Nói chung cái xin đó đó làm ảnh hưởng rất là nhiều luôn đó, rất là nhiều. Không biết các bạn có bị cái trường hợp đó không, nếu các bạn có bị trường hợp như vậy á, thì hãy để lại bình luận bên dưới cho Son nha. Nói chung Son nhảy cầu lan, hồi xưa Son nhảy cầu lan cực kỳ nhiều, thì Son gặp rất là nhiều trường hợp luôn các bạn. Thì hiện tại bây giờ á thì ở cầu lan này yên bình rồi, không có xin mà chỉ có trao đổi thôi với lại những cái bạn Son ở trong clan này các bạn. Ở trong clan này 4 năm rồi thì nói chung là xem như người thân, người gia đình hết rồi. Và có tạo một cái group chat ở trên Facebook ấy, thì cần gì lên group đó nói, chứ ở trong đây ít nói chuyện lắm bạn. Ở trong đây ít nói chuyện lắm. Ít khi nào nói chuyện ở trên clan lắm, chỉ nói ở trên group ấy. Đó. Và đâu phải ai cũng muốn vô clan đâu. Clan Son clan phá mà, không có xin vô được, từ khi tập trưởng cho vô thì mới vô được hả. Chứ lại Son gặp trường hợp này nữa các bạn. Gặp nhiều trường hợp lắm, mà gặp trường hợp này á, thì mình phải suy ngẫm lại các bạn. Tại vì đợt trước cho Son có vô một cái clan này, có cái chị này ở nước ngoài các bạn, cái chị nước ngoài, chị rất là quý Son luôn, và có đòi làm mai con gái của chị, khi nào mà nếu có về Việt Nam làm mai gái nữa. Các bạn biết tại sao không? Cũng food á, là chỉ cứ đặt food xong viết gì đó, đặt food viết rồi xong, nói chung mà
hồi xưa còn trẻ bạn nói ví dụ mà giới thiệu là mang gái cũng thích lắm, hồi xưa thích mà cứ nghe ai là mang gái thích ở lại nói chuyện kiếp, mà có con gái của chị chơi trong đó nữa, có con gái của chị chơi trong đó nói chuyện cực kỳ dễ thương luôn, nói chuyện ngọt lắm. Thì cũng hồi xưa mà hồi còn trẻ mà bạn ví dụ có ai người nào mà đó là nói là mai cho mình thì nói gái chị đẹp lắm mà đâu có thấy mặt đâu đâu biết, mà cũng thích thì chị với con gái chị mà kêu gọi cô thì không cho, đòi làm mang gái thì mình gọi cô cũng cho, kêu bắt gọi chị cho trẻ, mà nói ừ chị làm mang ra khi nào có về Việt Nam á thì nhớ chị gọi thì đến chị làm mang gái cho đó. Ok xong rồi nói chuyện xong ở Cà Lan cũng được một tháng nha, một tháng trời tự nhiên đâu có gọi là ông thánh ông thần kia đấy các bạn, vô nha, vô xin đồ nó liên tục. Mà ở Cà Lan này đa số người lớn tuổi không mà hỗ trợ cho bạn đó quá trời luôn, hỗ trợ bạn đó quá trời luôn. Nhưng mà tại vì những anh chị lớn tuổi cho nên ít có kích lắm, không có kích, cho nên nó từ đó cái chị đó, chị mà đòi làm mang gái là thấy cảm, nhắn tin riêng cho Son đó là thấy cảm thấy là rất là bị làm phiền các bạn, tại người ta lớn tuổi mà. Người ta lớn tuổi mà cứ lên chị kêu tên xin riết mà giờ cho không cho thì ngại, cho thì không lẽ cứ cái gì mình cứ không lẽ giờ các bạn gần đủ nâng cấp không, nâng cấp của mình rồi thì các bạn lại lấy đi cho đúng không? Nhưng mà cho một hai lần không chứ phải cho riết được đúng không? Ngày nào không chính chân á thì bây giờ á bắt buộc một là kích cho bạn đó thì cái chủ Cà Lan không kích, tại chủ Cà Lan cũng lớn tuổi rồi không có kích. Thì chị nói giờ không biết sao sao ơi cứ ngày nào cũng vậy, chị thấy cảm thấy là cứ lên á thì nó nổi tin nhắn này là kiếp các bạn, nó nổi số nè, chỉ vô chỉ đọc thì cảm thấy không đọc thì không được, thì mà vô đọc á không cho á thì không cho thì thấy kỳ, mà cho thì cho hoài đâu được, thì bây giờ không biết giải quyết sao luôn. Thì bỗng dưng tự nhiên sáng sau ngủ dậy á là xong thấy hai dòng chữ đó chét là chỉ và con của chỉ đã out Cà Lan đó. Từ lúc mà chỉ và con của chỉ out Cà Lan xong là có rất nhiều anh chị trong đó cũng out Cà Lan riết, và Son cũng out luôn, Son không có chào hỏi luôn. Và chỉ vì có một bạn như thế thôi mà làm ảnh hưởng đến nguyên một Cà Lan và làm nguyên Cà Lan giải tán, các bạn thấy không, nguyên Cà Lan giải tán. Tại vì những cái bạn mà hay đi xin, mà xin gọi là xin, chỉ biết xin thôi chứ không biết tặng, chỉ biết xin thôi không biết tặng, thì làm ảnh hưởng nguyên Cà Lan, là nguyên Cà Lan đó xem như là tình cảm bao nhiêu lâu khi mà người ta nói chuyện trong Cà Lan là có tình cảm với nhau á, nhưng mà vì một cái chuyện như vậy thôi là làm nguyên Cà Lan không còn nữa bạn. Là khi người ta nhảy Cờ Lan hồi xưa á, nhảy Cờ Lan thì đâu có kết bạn Facebook gì đâu, nhảy Cờ Lan khi quý lắm á mới là kết bạn Facebook nói chuyện, khi mà nhảy Cờ Lan xong thì đâu còn liên lạc được nữa các bạn. Hồi xưa làm gì có cái mã farm này các bạn, hồi xưa đâu có cái mã farm này để kết bạn đâu các bạn đó, thì xong là hất lạc các bạn. Hồi xưa bạn bè sao nhiều lắm mà hất lạc, cứ xong nhảy Cờ Lan vậy á đâu có ấy đâu, người hất lạc một hai tháng là vẫn còn nhớ nhau, đến một hai năm là quên nhau luôn, thì đâu có còn ấy nữa. Các bạn thấy không, cái sự ảnh hưởng rất là cực kỳ luôn, ảnh hưởng đến nguyên một cái Cờ Lan đó là một cái chuyện buồn một cái chuyện buồn luôn các bạn, thấy không? Nếu các bạn có gặp những trường hợp như vậy á thì các bạn giải quyết như thế nào? Mà Son về hết rồi, Son ở yên thân yên phận ở trong cái Cờ Lan này rồi các bạn, yên thân yên phận trong Cờ Lan này rồi, thấy không? Đây là những đa số là những anh chị lớn tuổi đó, còn những cái này là cái ạc phụ thôi, ạc phụ để hỗ trợ đua ngựa thôi các bạn. Đây những ạc phụ để hỗ trợ đua ngựa thôi, no help nè, để đây những ạc phụ nè để hỗ trợ đua ngựa. Các bạn biết hỗ trợ ngựa là sao? Để đuổi người ở bên đây nè bạn, để cứu cây nè, để đuổi người ở trong tàu để cho mình làm vụ, thì chỉ có vài người đua ngựa thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 người đua ngựa thôi các bạn. Có 11 người ngựa thôi, còn bao nhiêu là những cái nick phụ.
nick phụ để hỗ trợ những cái nick chính là hỗ trợ cho 11 người đua ngựa. Cho nên á, cái trường hợp mà Son đang nói đến tất cả các bạn là Son hết rồi, mấy năm nay là không có bị nữa. Ai mà cứ lọt được vô clan này á thì chỉ có là con ông cháu cha thôi, có nghĩa là quen biết nhau mới được vào đây, nhưng mà chưa chắc quen biết nhau mà ở sống họ ở trong clan này, thấy không, chưa chắc thiệt. Ví dụ giờ Son có một người quen Son đưa vô đây, mà các bạn đua ngựa mà cảm thấy đến thứ tư mà chưa xong ngựa là các bạn biết xong khi mà xong nhiệm vụ ngựa rồi á. Đây, khi mà xong nhiệm vụ ngựa này rồi nha, đó, top 1 khi mà xong nhiệm vụ ngựa rồi, qua bạn có cơ hội là bạn được nhận quà, bạn có cơ hội là bạn được nhận những món quà này xong. Khi bạn nhận những món quà này xong là bạn sẽ, và Son sẽ thấy dòng chữ đỏ chét ở trên đây, là biết sao bị kích, là bị trưởng clan, tộc trưởng kích. Các bạn biết không, làm vụ đưa ngựa mà không có tính kỷ luật, kích cụp liền, cho bạn nhận quà xong là kích, không có nói là xin lỗi hay gì hết. Tại vì trước khi vô clan là mình, một là tắt đua ngựa, nói chuyện với clan vui vẻ, hai đua ngựa là đua cho có tính kỷ luật, không kỷ luật, phải đua cho có tính kỷ luật, ok vào đua. Còn nếu các bạn lèn en đua ngựa mà lèn en kích bạc xong, không cho nhận nhiệm vụ xong kích, ok là xong. Khỏi giải thích đó bạn, khỏi giải thích, kích xong là tự đâu đi. Rồi lúc đó Son lại bị ảnh hưởng nữa. Biết sao, tại vì mình giới thiệu một cái người bạn thân vô, mà đưa người bạn thân vô làm ảnh hưởng đến đến nguyên clan, không một là mình tự ao, hai là kích hai người luôn đó. Bởi bây giờ các bạn có nhiều bạn xin vào clan Son thì Son không có dám đưa vô, nó thiệt luôn, là nhiều khi bị tộc trưởng kích cái mình đâu có nói được, mình đâu có quyền gì nói, nhiều khi mình bị kích luôn cũng có nữa, mà chắc chắn là tộc trưởng không có kích Son rồi, tại vì ở đây 5 năm rồi các bạn. Tại ở 5 năm và cống hiến cho clan rất là nhiều, thì clan nói chung á, Son cống hiến cho clan rất là nhiều, bây giờ Son nói đi bụi thôi là cũng là có, nói chung là 3-4 người nhảy vô hỏi tại sao đi bụi, tại vì có kết bạn Facebook, có số Zalo, có số điện thoại hết trơn rồi. Bây giờ tự nhiên mà mình kêu nó muốn đi bụi thì tự nhiên tin nhắn tới mà nhắn không kịp, tại 3-4 người, tại vì anh chị không, mà mấy này anh chị mình không, chứ phải ngang tuổi, khi ví dụ ngang tuổi mình hoặc nhỏ mình á, mình có lý do được. Còn những cái anh chị của mình bây giờ mình lý do gì vậy trời, những anh chị nói mình mà nói câu nào ra đó trơn, những người lớn tuổi ta nói câu nào ra đó trơn, giờ mình hỏi ao clan đi bụi với lý do gì, chị có làm buồn phiền gì không, có buồn phiền thì cho chị xin lỗi, không giờ mình đâu có lý do gì mình để đi đó. Và ở trong clan này rất là yên bình, tại vì 4-5 năm là tình cảm, nhưng mà chưa có thời gian ợp với nhau đó. Rồi cái tệ nạn, có vấn nạn nãy giờ Son chia sẻ, bạn không biết các bạn có bạn nào mà có gặp như vậy không, là có một cái người bạn nào đó cứ vào clan xin riết và làm ảnh hưởng nguyên clan, một là làm xào xáo clan, hai là bạn đó xin, khi xin mồm cả clan không cho làm ngơ, thì lại đi lên bóc hết clan ở trên Facebook đó, không thì là ao clan, không thì cho xong mà vẫn ao, cho xong xin cảm thấy đủ rồi vẫn ao clan đó. Hoặc là khi mà vào xin làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người và làm mọi người buồn chán, mọi người cũng ao clan, làm ảnh hưởng clan, thì không biết các bạn có gặp những trường hợp như vậy không, nếu có thì hãy để lại bình luận bên dưới nha. Thôi, clip của Son đến đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau nha. Nếu các bạn thấy các chia sẻ này của Son có ý nghĩa, hãy nhớ like và để lại một bình luận giúp Son nha. Nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để khi nào mà Son up clip lên thì sẽ thông báo đến các bạn, để các bạn vào xem để cập nhật các thông tin 2D hàng ngày nha. Thôi, clip đến đây cũng xin tạm dừng, và hẹn gặp lại các bạn trong clip sau nha.